Nếu ai là fan hâm mộ của rapper Eminem và đặc biệt là ở Sài Gòn nữa thì chắc chắn không thể bỏ qua buổi offline mang tên Rap God. MTV đã có mặt tại Avalon Night Club và thực sự bất ngờ về những màn trình diễn tuyệt đỉnh của các bạn thành viên của Eminem Fan Club in Vietnam. Đừng nghĩ chỉ nam mới có thể rap. Khán giả cũng đã gần như phát điên vì các rapper xinh đẹp và cực kỳ chất của Eminem Fan Club đấy. Từ trước đến giờ cảm thấy mọi người rất là nhiệt huyết, ca sĩ khách mời các bạn hát cũng rất là hay nữa, được tặng món quà chơi giờ chơi cũng rất là vui. Sân khấu của Rap God không chỉ nổ tung bởi màn trình diễn của chính các bạn thành viên Eminem Fan Club mà còn cực kỳ sôi động với các trò chơi cùng những phần quà hấp dẫn dành cho khán giả tham gia offline. MTV cũng đã bắt gặp các rapper nổi tiếng underground xuất hiện trong offline như Đạt Maniac, MC Pen, Kem, Black Butter. Rap God là buổi offline lần thứ 5 của Eminem Fan Club tại Sài Gòn. Các fan ở những nơi khác cũng khoan vội ghen tị vì MTV đã được ban tổ chức bật mí rằng một buổi offline khác cũng sắp diễn ra ở Hà Nội đấy. Buổi offline Rap God và màn biểu diễn hoành tráng của các bạn thành viên cũng như những rapper underground nổi tiếng chắc chắn sẽ là một ấn tượng khó quên với khán giả tham gia.